Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog, người làm ăn cuộc sống, người làm ăn. Hôm nay vợ chồng mình mới đổi nhà trọ mới nha các bạn. Đây phòng động mình. Đây trước tối thui các bạn. Đây căn phòng nè, phòng mới các bạn. Đồ chưa dọn xong các bạn. Nó đẹp sáng trưng luôn. Đây bây giờ vợ nấu cơm, nấu đồ ăn cho mình ăn nè các bạn. Mới dọn xong luôn các bạn. Hôm nay đang trễ đây các bạn thông cảm nhé. Nhiều món ngon quá. Nồi canh chua hết ráo ra đây luôn rồi. Rồi đây mình đã là chọn xong xuống hạt rồi các bạn. Ăn cơm thôi. Rồi, mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Chưa có mở mà rồi sơ sơ dài một cái mấy dài mấy dài Hãy subscribe.
dùng